Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Việt An TV. Lại là mình, Lâm Việt An đây. Mùa hè với cái nắng oi ả khiến cho nhu cầu giải khát, bảo quản thực phẩm tăng cao. Đây cũng là thời điểm để nhu cầu lắp đặt máy làm đá viên sôi động không ngừng. Và giá máy làm đá viên thì luôn là một vấn đề được những khách hàng có nhu cầu lắp đặt máy làm đá viên quan tâm hàng đầu. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lâm chúng ta đi tìm hiểu về giá máy làm đá viên năm 2024 qua video dưới đây nhé. Năm 2024 thì giá máy làm đá viên cũng không có nhiều biến động so với các năm trước đây. Nên quý vị và các bạn, nếu như chúng ta có nhu cầu thì có thể yên tâm đầu tư lắp đặt. Giá máy làm đá viên thì nó có thể thay đổi theo nhiều yếu tố, phụ thuộc vào thương hiệu, công suất, tính năng, chất lượng sản phẩm. Nó có thể dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu hay vài tỷ đồng, phụ thuộc vào bạn mua máy gì, ở đâu, chất lượng như thế nào. Nhưng hiện tại Việt An, với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm trong sản xuất, cung cấp, lắp đặt máy làm đá viên, hiện Việt An đang sản xuất và cung cấp cho thị trường máy làm đá viên có công suất từ 400kg đến 120 tấn trên 24 giờ. Với các cỡ đá phổ biến như cỡ đá 18 x 30, 23 x 35mm, đây còn gọi là cỡ đá nhỏ hay là cỡ đá cà phê. Cỡ đá 34 x 40 hay là 38 x 45mm, cỡ đá này gọi là cỡ đá đa năng hay là cỡ đá trung bình. Và cỡ đá phổ biến thứ 3 là cỡ đá có kích thước là 44 x 80 hay là 47 x 100mm. Và có thể gọi đây là cỡ đá bia hay là đá đại đấy ạ. Và ngoài các cái cỡ đá thông dụng phổ biến ở trên, thì nếu như quý vị và các bạn mà có nhu cầu, chúng ta muốn cung cấp cho thị trường đá viên có kích thước đặc biệt, chất riêng của doanh nghiệp mình, thì chúng ta hãy vui lòng đặt hàng, thì Việt An sẽ sản xuất theo đơn đặt hàng của quý vị. Về dòng máy làm đá viên, hiện tại Việt An đang sản xuất và cung cấp ra thị trường 3 dòng máy làm đá viên chính. Đầu tiên phải kể đến đó là máy làm đá viên giá rẻ mang model VA. Dòng máy làm đá viên này thì có sử dụng một số linh kiện cũ như là máy nén, bình ngưng, bơm, tháp giải nhiệt. Máy làm đá viên giá rẻ VA thì có giá chỉ bằng 40-60% giá máy mới hoàn toàn. Và máy làm đá viên VA thì đáp ứng nhu cầu sử dụng sản xuất kinh doanh của các đơn vị có số vốn hạn chế. Dòng máy làm đá viên thứ hai là dòng máy làm đá viên inox xuất khẩu mang model IVA. 100% linh kiện thiết bị cấu thành máy là hàng chính hãng, chất lượng mới 100%. Được nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Đức, Mỹ, Nhật, Hàn. Hiệu suất hoạt động ổn định, độ bền cao. Và đương nhiên là giá thành của máy làm đá viên mới hoàn toàn thì sẽ cao hơn so với dòng máy làm đá viên giá rẻ rồi. Dòng máy làm đá viên thứ ba là dòng máy làm đá viên sử dụng nén trục vít mang model Ivan. Dòng máy làm đá viên này, đây là dòng máy làm đá viên cao cấp nhất tại Việt An. Và sự ra đời của máy làm đá viên sử dụng nén trục vít đã khắc phục được hầu hết các lỗi tồn đọng của các dòng máy làm đá viên ra đời trước đó. Khi sử dụng máy làm đá viên sử dụng nén trục vít mang model Ivan, quý vị và các bạn có thể yên tâm, chúng ta sẽ không phải gặp các sự cố về cơ như các dòng máy làm đá viên sử dụng máy nén ra đời trước đó. Và máy làm đá viên sử dụng nén trục vít thì đáp ứng nhu cầu sử dụng và sản xuất kinh doanh của các đơn vị có quy mô vừa và lớn với yêu cầu cao về độ bền cũng như độ ổn định của máy làm đá viên. Máy làm đá viên sử dụng nén trục vít mang model Ivan thì được thiết kế với công suất từ 10 tấn trở lên. Và đương nhiên, với dòng máy làm đá viên cao cấp như thế này thì giá của máy làm đá viên mang model Ivan sẽ cao hơn so với dòng máy làm đá viên mang model IVA hay là máy làm đá viên VA. Một chiếc máy làm đá viên thì được cấu thành từ rất nhiều các hệ thống linh kiện và tổng hợp tất cả lại thì chúng ta sẽ có giá thành của một chiếc máy làm đá viên. Đằng sau của Lâm thì đang là hai chiếc máy làm đá viên có cùng model IVA 8T34. Tuy nhiên, chiếc máy ở bên tay trái thì đang sử dụng hệ thống tủ điện bằng màn hình cảm ứng, cho nên sẽ có giá thành cao hơn so với chiếc máy làm đá viên IVA 8T34 mà sử dụng tủ điện cơ. Do vậy, nhiều quý vị và các bạn hỏi Lâm là máy làm đá viên 8 tấn, 10 tấn hay 20 tấn này có giá như thế nào? Thì thật khó để Lâm có thể trả lời một con số chính xác cho quý vị được. Tuy nhiên, Lâm có thể khẳng định với quý vị rằng nếu như quý vị và các bạn mua máy làm đá viên tại Việt An, quý vị và các bạn sẽ được sở hữu những chiếc máy làm đá viên với mức giá phù hợp nhất. Quý vị sẽ không phải mất bất cứ một chi phí nào cho các khâu trung gian. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn còn được cam kết chất lượng sản phẩm. Nhà máy cơ điện lạnh của Việt An thì được đặt tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội với diện tích trên 25.000m², được đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại với quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Sẽ chỉ mất từ 7 cho đến 10 ngày là Việt An sẽ sản xuất xong một chiếc máy làm đá viên để lắp đặt cho quý vị và các bạn. Với chính sách bảo hành, bảo trì vô cùng rõ ràng, thủ tục nhanh gọn.
Như vậy là chỉ từ vài chục triệu đồng là bạn đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc máy làm đá viên. Tuy nhiên, việc mua máy làm đá viên không chỉ là lựa chọn mà còn là một giải pháp đầu tư thông minh. Chính vì vậy, quý vị và các bạn hãy đến trực tiếp các nhà máy sản xuất máy làm đá viên như Việt An chẳng hạn để sở hữu cho mình một chiếc máy làm đá viên chính hãng, chất lượng với mức giá hợp lý nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.